Mình nghe nói tựa game Red Rum Play With Fan này có thể chơi được Bobby Playtime giấu 99% hàng real luôn các bạn. Đặc biệt nha, là nó còn có thể tiêu diệt được Huggy Wuggy luôn. Và hiện tại là tựa game này đang có hơn 5 triệu lượt tải xuống luôn các bạn. Coi bộ tựa game này hấp dẫn tới nỗi mà có rất là nhiều người tải xuống để chơi nha các bạn. Khoan, nhưng mà trước tiên mình chơi á là mình phải đọc bình luận để xem coi là mọi người đánh giá tựa game này như thế nào cái đã. Một bạn bình luận rằng: siêu hay, tôi thích game này, mong nhà phát triển tạo thêm những game hay nữa. Một bình luận rất là tích cực nha các bạn. Tôi thấy nó trên quảng cáo có trò Bobby Playtime nên tôi tải về chơi thử, hay lắm, 5 sao. Wow, nghe hấp dẫn đó các bạn. Thôi tải về mình chơi thử coi như thế nào. Bobby Playtime, trước mặt các bạn đó chính là nhà máy Playtime này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong nhà máy xem coi là như thế nào nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái tờ giấy và cái cuộn băng này, các bạn còn nhớ không? Tất cả mọi người gọi là đã biến mất, mới vô thấy có cảm tình liền các bạn. Đẹp á, đẹp quá nha. Đây là tựa game này, nói chung là đây welcome. Wow, nhìn khá đẹp các bạn ơi. Để xem, ui ở đây có một cái cuộn băng nè, cái cuộn băng màu xanh này nè, mình lấy được không ta? Mình không lấy được các bạn ơi. Wow, nhưng mà đây đúng là hạ giống các bạn ơi. Đây là phòng security nè, giống các bạn ơi. Còn phòng này là phòng gift shop nè. Wow, để mình đi vòng coi như thế nào. Ở bên đây thì đây cái đường này đi vô. Có cửa, cái này là có đường vô luôn nha các bạn, mình có thể qua được nè. Nhưng mà cần phải có cái tay mới vô được. Rồi vậy bây giờ thì giống như bình thường mình chơi thôi. Ở đây là chúng ta có một cái bảng màu giống như hàng gì luôn các bạn ơi. Rồi vậy là chúng ta phải qua gift shop để gọi là lấy cái mật khẩu rồi các bạn. Wow, tuyệt vời. Khoan từ từ để mình tìm coi. Ở đây mình có thể đổi góc nhìn. Ui, nhìn mình đẹp trai thế nhờ. Ui, tóc vuốt kéo ơi, nhìn đẹp trai đó các bạn. Đấy, mình có thể đổi góc nhìn để chơi luôn nè các bạn ơi. Ôi, được đó. Hay á. Rồi, wow, mở cửa ra luôn nè các bạn, tự động nha. Đây, để mình chuyển qua góc bình thường này cho bạn coi. Đây là phòng này thì các bạn nhớ không, là có bán đồ nè, để mình xem coi là đồ nó bán như thế nào đây. Robot nè, đồ chơi mèo nè. Vậy là cũng khá là giống rồi các bạn ơi, mèo nè. Rồi, nói chung là chỉ bán hai cái loại đồ chơi đó thôi. Ở trên đây là mật khẩu này nè các bạn. Mật khẩu màu đỏ, màu vàng, màu xanh và màu hồng nam tính. Rồi, bây giờ là để xem coi đây nó còn cái gì đó mình chưa gọi là khám phá không. Để mình đang khám phá coi nó có cái giống hàng real không các bạn. Rồi thôi, mình qua phòng security để mình nhập mật khẩu các bạn à. Chém gió quá, giờ quên mất tiêu rồi. Các bạn nào nhớ màu không, bạn bình luận dưới nha các bạn. Hình như là màu đỏ trước nè, màu đỏ BD trước nè. Rồi sau đó là màu vàng nè, đúng không? Rồi màu gì nữa ta? Màu xanh dương nè. Rồi màu hồng nam tính nè. Ô, đúng. Lo nghĩ quên các bạn. Đây là phòng security nè, nhưng mà sao không có hình ảnh như vậy? Nếu mà cho hình ảnh vô nữa thì quá tuyệt vời các bạn à. Ôi, đẹp ấy. Rồi để mình đi xung quanh coi. Đây cái tay nè các bạn ơi. Cái tay nè. Đây cái tay nè. Ui, mình lấy sao ta? Bây giờ mình lấy sao mới là quan trọng nè. Mình thò cái tay ra rồi, để mình lấy thử coi được không? Để mình lấy thử coi. Ủa sao không lấy được? Chuyển góc nhìn coi lấy được không? Quê, cho tôi lấy cái. Mình bóc nè, mình lấy hai tay mình bóc nè. Cho tôi lấy cái. Không được các bạn ơi. Không cho lấy. Giờ sao? Chắc chắn là phải có gì đó ở đây rồi các bạn. Để mình xem coi trên bàn này có gì không. Ui, có cái cuộn băng nè, lấy được không ta? Lấy được cuộn băng này không? Mất tiêu rồi. Đừng nói mình lấy rồi nha. Lấy cuộn băng rồi làm cái gì? Bỏ cuộn băng vô nè. Đừng nói mở tivi nha. Hay vậy. Khoan, tivi nó hiện lên gì kìa? Playtime. Cái này có chạy giống hàng real ta. Rồi để xem coi. Gáp bát nè, là cái tay nè bạn ơi. Cái tay màu đỏ với cái màu xanh nè. Rồi bây giờ làm gì đây? Là người này sẽ một người đang đeo cái tay nè bạn ơi. Đây. Ui, lấy được. Ui, phải vậy mới coi mới lấy được chứ các bạn. Hay á. Để cái tay vô đây. Được, cái trò này hay các bạn. Hay chứ bộ. Rồi mở cửa rồi các bạn ơi. Mà sao nó tối thui vậy? Sao tối đen như mực vậy nè? Rồi vô thôi. Let's go. Rồi, tiếp tục nào. Để mình xem coi là như thế nào. Nó phải loát các bạn ơi. Rồi mình hiểu rồi. Vì nó quá nặng cho nên là nó phải chia ra từng đoạn nó loát các bạn. Rồi như vậy khay á. Đỡ những người máy yếu cũng có thể chơi được luôn. Oh no.
mình thấy cái con hớt ghê quá, ghê ở phía đằng kia rồi nha các bạn. Từ từ thôi. Ủa mà sao cái mặt của nó kỳ vậy? À, nó chưa có loát xong. Rồi, để nó loát xong các bạn. Hớt ghê quá, ghê rồi các bạn. Gầu chưa. Bây giờ là chúng ta cần phải phòng bower nè. Vô phòng bower các bạn. Quên. Chưa có chìa khóa sao vô được. Đây, ở đây người ta làm trước tiên nè, cho các bạn coi xung quanh nè. Ở đây người ta làm khá là đẹp, đúng không? Đó, làm khá là đẹp các bạn ơi. Cái con hớt ghi quốc ghi mình thấy cũng khá là đẹp nè. Rồi, bây giờ là trước tiên là, mình nhớ rồi, đặt cái tay lên đây nè. Đấy, điện bị hư các bạn. Rồi, bây giờ sao nữa? Làm gì nữa ta? Đúng rồi, chìa khóa bên đây. Trên đây có cái chìa khóa đang lắc các bạn thấy không? Đang lắc nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái chìa khóa trước. Rồi, lấy cái chìa khóa rồi. Bây giờ vô phòng Power mở cửa ra coi được không nha. Vô mở cửa cái nào. Ở đây là cửa tự động rồi nha các bạn, rất là tiện luôn và rất là hay luôn các bạn ơi. Ui, mà nó hơi tối nha các bạn. Hơi tối nha. Rồi để xem vô trong đây coi. Cái phòng này là phòng tiếp điện nè. Ôi, Kissy Missy. Mà có nhiều bạn nói với mình á, Kissy Missy này á không phải là bạn gái của Husky mà là chị của Husky các bạn. Cái này thì mình không có biết được. Bạn nào biết thì bạn bình luận bên dưới nha, có phải đây Kissy là chị của Husky không? Rồi bây giờ sao đây? Nói dây điện nha. Cái này thì dễ mà. Rồi bây giờ làm sao đây? Nói dây điện à. Bây giờ làm gì đây? Hình như là nói dây điện ở đây sao á. Để vô thử coi. Điện giật các bạn ơi. Điện giật. Không phải chỗ này. Bên đây. Bên đây người ta có thấy là để một cái tay vô đây nè các bạn. Rồi nói dây điện đúng không? Kéo cái này ra. Rồi bây giờ là nói dây điện, khoan từ để mình xem coi. Ở đây nó chỉ có nói một dây điện, một duy nhất một cái thôi bạn ơi, là từ cái này qua bên kia nè, cái màu cam này nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử bỏ vô đây mình nói dây điện coi được không nha. Rồi bỏ vô đây nè. Rồi sau đó mình sẽ đi qua cái này, là các bạn lưu ý nha, mình phải giữ nên mình mới điều khiển được cái tay nha các bạn. Đó, dính rồi đó, đỉnh rồi đó. Bây giờ mình sẽ đâu rồi, đây. Để xem coi lên điện không. Lên điện nè các bạn. Sáng này rồi nè. Rồi bây giờ làm gì nữa? Ra ngoài. Đấy, thì nói chung là cái cách chơi thì nó cũng giống. Đúng rồi các bạn ơi, nó giống y như thiệt luôn các bạn, nhìn kìa. Một kiểu bất kỳ nó biến mất rồi. Căng quá bà con ơi. Căng thiệt các bạn ơi, nó biến mất rồi kìa. Để coi nó có trốn ở đâu trên đây không. Không có bạn ơi. Rồi vậy là chúng ta đặt cái tay này đây. Cái lưu ý nha là các bạn, cái tay này các bạn phải giữ nó mới đặt các bạn. Còn các bạn buông ra nó sẽ gọi là tự buông ra nha. Rồi từ từ. Make a friend, tạo ra một người bạn. Để mình đi tiếp tục coi như thế nào đây. Cái này thì cũng biết nha các bạn. Không biết là có gặp được không. Sao mình không chạy được các bạn ơi. Mình không chạy được các bạn. Ui. Đừng có hù nha. Bên nào đây? Bên này hay bên này? Bên này đúng không? Hình như mình nhớ bên này. Ui cái đường nhìn ghê bạn. Đường nhìn nó uốn éo kìa. Rồi let's go. Đi thôi nào. Wow. Trời ơi, xả hơi nước ra y như hạt riêu. Rồi đi. Cái này mình thấy hay đó bạn. Đi nào. Wow, máy của mình nó khá là yếu nhưng mà vẫn chơi được các bạn ơi. Rồi, bây giờ là tiếp tục nó loát nữa rồi các bạn ơi. Loát game. Mình đang có một cái thắc mắc nè, là nó chạy chậm vậy, lỡ gặp con Husky sao nó chạy kịp ta. Rồi ở đây là có một cái máy tivi nữa nè. Rồi không có gì hết, bây giờ mình đi lên các bạn ơi. Chỗ này từ quá quen thuộc với chúng ta rồi. Bây giờ mình đi lên. Ủa mà nó tối quá. Hơi tối các bạn ơi. Gì nè, ấy cục pin nè. Ủa mới vô nó cho mình cục pin luôn bạn. Ui giời ơi, mới vô lấy được cục pin luôn nè. Mình cần đó là 4 cục pin màu đỏ nè, cục pin màu xanh dương nè, cục pin màu vàng nè. Oh no. Mình thấy cái đầu của Husky nó đang nhìn mình, đằng kia nó cười kìa, con mắt của nó các bạn nhìn kìa. Con mắt của nó đang chớp trắng các bạn không? Khá là ghê nha, màu xanh lá này nha. Đây mình thấy có một cái nè. Đấy, lấy. Rồi, cái này mình không biết là chơi chung được hay không nữa. Nhưng mà nếu mà chơi chung được thì tuyệt vời lắm các bạn. Tại vì các bạn có thể cùng với bạn bè có thể phá đảo thế giới ảo trong đây luôn. Đấy, ấm nút nè. Chạy kìa. Nó đang đem cái gọi là cái tay màu đỏ xuống cho mình. Rồi, nó thả xuống kìa. Trời ơi, nó bắt mình phải chạy lại đó nữa các bạn ơi. Đây cái tay màu đỏ nè các bạn ơi. Cái tay màu đỏ nè. Đấy, lấy lên. Trời ơi, hai cái tay luôn các bạn. Đã chưa? Rồi đây nè. Màu xanh bên này. Ơi cái này căng rồi nha. Tại vì cái này nó không có giữ các bạn ơi. Nó không có không, nó đâu, để mình thử coi. Đây để mình thử nè, nó không có giữ lại cho mình. Đấy. Mình phải tự giữ tay luôn, nó không có giữ lại cho mình nha. Rồi mở cửa ra nào.
Ui, wow. Nhưng mà hơi tối bạn. Đừng hầm. Không biết sao đây. Thôi đi tiếp nào bạn ơi. Nãy giờ là mình khá là mất thời gian với đây. Ô. Chẳng lẽ nào? Ủa cái này không leo được nè. Chẳng lẽ nào? Ủa các bạn ơi, nó giống như hệt luôn bạn. Nhưng mà khoan đã. Bây giờ leo lên sao đây? À đây. Mình còn nhớ mà. À bây giờ là ôi. Ẩu quá đi. Bây giờ là phải nói làm sao để được các bạn ơi. Đây, đứng ở đây nha, đừng có đụng gì vô nha. Bây giờ là làm sao ta? À đây, trước tiên là mình phải bấm vô cái này trước. À, có điện rồi nha. Rồi, điện rồi, xong bây giờ mình tụt xuống đây. Để mình nói dây vô cái cột này. À, nói dây vô cái cột này rồi. Sau đó mình sẽ qua bên này. À, đây. Sau đó mình chưởng vô đây. Ồ! Yeah. Ôi, đi đâu đây? Đâu đây? Đừng nha. Bắt đầu rồi. Cái này là nó cho chúng ta đi trên một cái đường băng các bạn. Cái đường này là để gọi là chở hàng đồ nè. À. Ủa đồ nữa bạn ơi. Ui sao toàn là gì vậy? À, đồ chơi mèo các bạn. Đồ chơi con mèo á. Cho nên là các bạn sẽ thấy là có những cái tai nè, cái mình của mèo nè, cái chân của mèo nè. Rồi, bây giờ á là cẩn thận nha. Ở đây cũng vậy nè, để mình chuyển qua góc nhìn khác coi. Đấy, góc nhìn này các bạn có thể thấy chân thật hơn nè các bạn ơi. Thấy không? Có thể nhìn được chân thật hơn nè, dễ nhìn nữa. Nhưng mà để chơi góc nhìn này cho nó gọi là sợ hơn tí các bạn. Rồi, yeah, tiếp tục loát nữa các bạn ơi. Tại vì ở đây á, những bạn nào máy yếu á, người ta sẽ loát như vậy, sẽ các bạn sẽ đỡ phải loát hết cái map, giúp cho các bạn chơi mượt mà hơn. Wow, hả? Rồi, vô, chuẩn bị nè. Wow. Các bạn thấy chỗ này quen không? Các bạn thấy chỗ này có quen không? Quá quen luôn đúng không? Hớt ghi bất ghi nó sẽ ra chỗ này nè. Ôi mình đang mong chờ là làm sao để tiêu diệt được hớt ghi bất ghi nè. Đó, mình nghe nói là tiêu diệt được luôn các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là nó cần điện các bạn ơi. Rồi bây giờ là chắc là leo lên cầu thang này thôi. Nhưng mà nó không cho chạy. Phải chạy mới được chứ. Ở đây. Lấy cái tay các bạn. À, kéo qua. Ủa sao nó không kéo ta? Kéo qua cho em cái. À, được. Hay đấy. Rồi, bây giờ là sao đây? Bây giờ là nói dây nữa không? Rồi, để mình nhắm nha. Vô. Rồi, để xem coi nói vô được không? Đấy. Ơ, nói vô rồi mà. Đấy. Ui ơi, từ, cẩn thận, rớt dưới chừng ngẫm ấy. Không đùa đâu. Rồi, nói dây vô chưa? Rồi, nói dây vô rồi các bạn ơi. Qua đây đừng có tuột nha. Rồi, hợp lý. Chiu. Power on rồi nè. Ấm nút nè. Được không? Hay là nó cho cái gì đây? Cái đoạn này mình hơi bị ngu người các bạn. Bị ngu người thật sự á. Bây giờ phải kéo cái này xuống nè. Đó, đang chớp là các bạn hiểu rồi đó. À, rồi. Xuống đi. Đấy. Đồ nè các bạn ơi, đồ chơi nè. Rồi, xuống đi. Ai, chuẩn bị nè. À, những bộ phận này nó sẽ kết hợp lại nè. Rồi, bây giờ nó sẽ đi qua đây các bạn, đi qua đây. Rồi sau đó nó đi qua từng cái con này. Các bạn thấy không? Ui mấy con này quan động luôn à. Nó cử động luôn nè. Wow. Hay thế nha. Con này cử động luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Ui. Hay đấy. Wow, mình thấy nó giống rêu dữ bạn ơi. Ủa nó chạy nè. À nó nhợm mà nó sơn màu đó rồi nè. Chuyển qua thành màu vàng rồi nè. Ấy. Giống như là chị ông ta. Giống đấy. Rồi cái đoạn này mới hồi hộp nè. Cái cửa chạy ở đây nè, mà bây giờ gặp hước kiểu kỳ không biết mình chạy được hay không á chứ. Khó lắm nha các bạn, không đùa đâu. Ơi nó thành, ơi phải, ơi không phải chi ông các bạn ơi. Mà là, đâu đó mình coi. Ô, cái này là mèo. Ôi trời ơi, mèo các bạn ơi, con mèo. Rồi, để mình xem coi là lấy con mèo này xong rồi sao đây, chuẩn bị nha, hồi hộp nha. Ơi mình chuyển góc nhìn này mình chạy được không ta? Chắc là được, để mình thử coi. Rồi bây giờ mình lấy con này trước. Rồi đây. Bây giờ là lấy con này các bạn, lấy lên. Rồi. Chuyển góc nhìn đi. Cho nó chắc cú bạn, bây giờ mình sẽ đặt ở đây. À, mình sẽ đặt ở đây các bạn. Đặt lên. Rồi cửa mở ra. Ôi. Chuẩn bị nè. Ủa đâu rồi. Ê. Ôi, nhanh lên, ơi, sao không ra? Ơi, mình giơ tay đầu hàng đó bạn ơi, tôi đầu hàng, tôi xin đầu hàng.
đầu hàng rồi mà nó cũng không được hả ta? Rồi để mình đi ra ngoài xa xa coi nó có được không? Ui phải đi lấy găng à. Đi lấy găng này thì quá là thiệt thòi cho mình luôn. Xin đầu hàng. Xin giơ hai tay đầu hàng. Ok. What, các bạn nhìn nó kìa. Đây để mình chuyển qua cái này cho bạn coi. Oh no. Nhìn nó cực kỳ đẹp luôn bạn. Nhưng mà ui ui. Giờ sao đây, giờ sao đây? Ui nó đi theo kìa. Ôi đổi góc nhìn, chạy. Ui tối thui luôn rồi. Trời tối thui luôn rồi. Ôi, cái này có thấy đường đâu mà chạy. Ủa cái này thấy đường đâu mà chạy trời. Ủa cái này mình không thấy gì luôn. Ê mình xem coi nó có đi theo mình không. Đuổi theo mình không ta? Ồ. Ờ nó có đuổi theo không vậy? Ủa nó không đuổi theo à? Khoan từ từ. Mình đang muốn coi coi là nó ui nó không đuổi theo mình hay sao ấy. Thôi từ, có bạn ơi. Chạy lẹ. Ui cái gì vậy? Ui mình đang đi đâu vậy? Mình đang đi cái đường nào vậy? Ủa Hookie đâu ta? Ủa Hookie đâu rồi? Ủa Hookie đâu? Ui cái đường nào đấy? À đúng rồi. Chuẩn bị nè. Ui cái đoạn này nó cũng khá là căng đó bạn. Ui anh ơi ta cho em đi anh nước kia ơi. Thôi mình chạy đi, mình đừng nhảy nữa bạn, cứ cắm đầu mình chạy thôi. Mình càng nhảy với nó thì càng thiệt cho mình thôi, đúng không? Đó cho nên là mình cứ cắm đầu mình chạy trước đi, cái đây rồi tính. À ui gì ghê vậy, gì ghê vậy. Từ từ rồi. Ôi nó kia. Ui nó chạy trước mặt mình luôn các bạn. Ui trời ơi, tập trung nào. Oh my god, nó chạy trước mặt mình luôn. Oh no. Tại vì á, ở đây nó rất là tối bạn, chưa tính là cái tai nó che mình nữa, cho nên mình có thấy gì đâu. Thực sự là mình không thấy được cái gì luôn các bạn. Nó rất là khó thấy. Ui rồi, cái gì vậy? Quẹo. Cứ có đường nào mà chạy thôi các bạn, đừng có mà quan tâm đến cái gì cái khác hết á. Các bạn đừng có quan tâm gì. Cứ cắm đầu mà chạy với mình. An toàn là trên hết. Ở đây có cái đường hầm. Ôi rồi. Đường hầm đâu rồi? Ở đây có cái đường hầm các bạn. Ở đây có cái đường hầm nè. Đây, có cái đường hầm nè. Ủa mình không thấy cái gì luôn các bạn thấy không? Từ từ anh ơi, em giỡn thôi, nãy giờ anh khó quá. Em chịu không nổi luôn. Chơi không được. Rồi thôi, bây giờ chuẩn bị chạy nè. Chạy nha, từ. Để mình thử tuyệt chiêu coi, ví dụ như từ. Thôi lỡ rồi. Mình định thử tuyệt chiêu ngồi coi như thế nào mà lỡ mình ngồi cái nó bắt mình sao. Đây nó bên cái hàng rào này các bạn ơi. Không được đâu. Đấy, mình biến nó ngay cái trước mặt mà. Bây giờ mình cua mình chạy đi. Mình đừng có quan tâm tới nó nữa. Cắm đầu, tại vì á ở đây nó rất là tối nha các bạn. Nếu mà các bạn nào nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó tối cực kỳ luôn. Không thấy được gì hết. Bực bội thiệt chứ. Ê từ. Quéo. À. Rồi, có đường không? Có cái đường không? Sao tối thui vậy? Có đường không? Tôi thấy tối quá mấy bạn ơi. Rồi từ. Chắc chắn nó sau lưng mình các bạn ơi. Ở đây có cái đường hầm mà mình bây giờ mình không thấy cái đường hầm rõ. Đây, có cái đường hầm nè. Chui vô cái đường hầm. À, rồi. Chạy thôi. Chạy đường nào đây? Ô. Cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Đường này. Ôi, đi kẹt coi. Đúng rồi, chạy. Trời mình tưởng bị kẹt rồi các bạn. Hết hồn. Rồi sao nữa? Sao mình chạy chậm vậy? Ôi. Yeah. Oh. Wow. Mừng quá các bạn ơi, thoát rồi. Thoát được nó rồi. Yeah. Từ, căng thẳng nha. Ui, tự nhiên hồi nãy đứng lại các bạn hết hồn các bạn. Không biết chuyện gì nữa. Tập trung cái nào. Wow, chỗ này căng quá ta. Tập trung vô cái nữa nè. Đang loát các bạn ơi. Rồi sao nữa? Ô, kéo thùng xuống à. Rồi, kéo thùng xuống. Rồi. Không ghi tới kia. Anh tiêu diệt được nó rồi. Mình tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Bye bye, đã bị tiêu diệt. Hú hồn luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Nó chạy tới các bạn mình. Hồi nãy mình kéo cái thùng không kịp là nó hốt mình rồi. Mình tiêu diệt được nó rồi các bạn. Hình như là vô đây gặp cái bà Bobby nè. Đúng rồi. Chuẩn luôn các bạn. Thấy chưa? Mình tưởng là nó hết rồi chứ. Vẫn còn. Giống hàng real là phải còn chứ. Đấy, được của nó. Bây giờ đi đâu đây? Cái này thì đi bình thường thôi. Cái nhà Bobby này các bạn biết rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng tới. Ủa mình có gặp đâu? Bà Bobby ơi. Bà kìa. Hello bà Bobby. Ôi bà kìa các bạn ơi. Lấy bà được không? Mở cửa ra cho bà ra ngoài. Rồi xong.
bị ba bắt rồi. Không biết là phần tiếp theo sẽ là như thế nào đây, nhưng mà nói chung là hả, các bạn cũng đã thấy rồi, mình đã bị bắt rồi các bạn ơi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, và để xem mình comment bên cáo nếu các bạn đã chính muốn ủng hộ mình nha. Và đây là Bobby Playtime.